cho tôi hỏi là đối với bệnh ung thư trực tràng thì tôi lấy 3 loại lá tươi, cây sả đen, bồ công anh và cây mãnh cộng xay nước uống hàng ngày có được hay không ạ? Chào bạn, cây sả đen khi kết hợp với cây bồ công anh và cây mãnh cộng là cách kết hợp dùng để điều trị bệnh ung thư và được nhiều bệnh nhân áp dụng hiệu quả trong thời gian qua. Bệnh nhân có thể sử dụng cây khô hoặc là cây tươi thì đều có tác dụng như nhau. Và đặc biệt là nếu như là có cây tươi thì bệnh nhân xay ép uống thay nước hàng ngày thì sẽ có tác dụng tốt hơn. Liều dùng xay tươi là mỗi vị 50g, sả đen tươi 50g, bồ công anh tươi 50g và cây mãnh cộng tươi 50g. Xay nước uống hàng ngày, bệnh nhân kiên trì uống hàng ngày thì sẽ có hiệu quả rất là tốt. Một số thông tin tôi xin phép được chia sẻ đến với bạn.